chừng không? Chứ là sao không biết? Nước đá vừa chứ đâu có làm đó. Trời ơi, trời nó này vẫn như nước lẩu mà. Như nước lẩu, nó lẩu mà đâu phải nấu như nấu như nó mắm nhà ăn đâu, nó là vẫn như nấu lẩu mắm lẩu gì đâu. Đâu, cái này là lẩu mắm, còn mắm kho mình mới kho làm mặn để chấm rau và chấm nữa. Còn là lẩu mắm mình mua. Đây, em chào cô chú và quý anh chị nha. Hôm nay Ngọc Cường có mua một mớ phèo nâu nè, Ngọc Cường luộc sơ đó. Là cái này là thú linh, thú linh nãy làm tắm gội ruột cho nó sạch cái nghiệp đó rồi nè. Bây giờ xả cái nghiệp ra cái nữa cho nó bớt hết cái mùi hôi thối nó. Để chiều nay Ngọc Cường đem vô nhà chú Tám kêu ở trong đồng quê trong mình kho lẩu mắm, mình làm cái lẩu mắm nha cô chú quý anh chị. Đây là có đồ nè, thịt ba rọi à, cái đầy bịch mắm bùa hóc hồi bữa mình đi Sóc Trăng mình mua của chú anh chị. Đây đó, chiều nay mình kho làm cái lẩu mắm bùa hóc rồi nha. Đây, đây dưới này mình mua rau nè, còn mua có bông điên điển nè cô chú anh chị. Đây bông điên điển à, đây còn mua bông điên điển nha. Rồi bắp chuối bào, xả cây, tỏi xay, rau muống với lại rau nhút nữa nè để mình ăn lẩu với lại hủ qua với lại cà nâu. Đây bây giờ Ngọc Cường đang sơ chế đồ sẵn ở đây, chiều nay mình vô chổng mình làm cho nó lẹ không ngấy. Đến sáng ngày Ngọc Cường làm ba cái này để chiều nó sành thôi. Đây đặc biệt là mình đi mua đồ chợ buổi sáng sớm á, mình lấy bạn hàng đồ mối nó tươi ngon, đồ nó sẽ ngon nó tươi. Phèo nào phèo non luôn rồi cô chú quý chị, viên nó còn bột trong này luôn á, rất là ngon. Đây Ngọc Cường có mua mớ bông bí nè, hiện nay mình ăn lẩu. Đây Ngọc Cường sơ chế này xong rồi chiều mình đem vô chẩm cô chú quý chị mình nấu cho nó lẹ. Thú linh mình sau khi mình xả hào xào làm sạch sẽ rồi mình xào lại bằng nước mắm cho nó không có bị cho nó ra cái chất bẩn chất dơ rồi hôi rồi ra, xong rồi mình rửa sạch sẽ lại rồi giờ là nó thơm mà nó hết còn nghe mùi thúi nữa, lúc nãy mới mua về là nó thúi lắm. Cái này là cái bím của con heo, bím con heo cái đó. Đó, bím đó này. Này là ăn dai sành sạch ngon lắm của chúng mình đi. Cực rửa sạch sẽ. Đây cô chú anh chị, chiều nay vô nhà của chú Bảy với chú Tám nấu lẩu mắm mà nó mưa vậy nè, mưa tầm tã luôn cô chú anh chị. Ê, giờ chiều mưa đi nấu lẩu mắm ăn nha. Chú Bảy là việc hậu cần nè, nó đang lặt rau. Lần nào vô cũng hết. Cái này đâu theo lặt cái lại gì hết ta? Ờ ấy đại à, nó mua đồ mà lặt sẵn không à. Ờ ấy nhắc ra không à. Rộng bao gì đây nữa vậy chú Bảy? Ồ, ghê vậy ta, dữ à. Còn đang đắp luộc mắm bên cho quý anh chị. Này nó bị tối đó ha. Mắm à, đây là Cường đang luộc mắm nè. Đây hơi tối cô chú anh chị mình cảm nè. Đây nguyên con cá nữa, mua thêm cá nó bự. Nấu mắm mình nước dừa thứ gì chịu nổi. Để đây lát mà mình xào thịt mình đổ nước dừa vô nấu đồ mắm.
Nay Ngọc Cường có mua phèo non nè, cô chú anh chị với Phú Linh sáng lúc sáng mình sắt thịt ba chỉ nè, thịt ba chỉ Cường sắt sẵn rồi nè. Vào Ngọc Cường chế tỏi xả rồi ấy vô. Cái này là bạch tuộc với loại tôm. Rồi, Ngọc Cường ấy vô. Đây, mắm mình nãy là bắt đầu nó sôi rồi, mình lấy cho nó ra hết xương như cô chú anh chị. Mình bắt bếp lên xào cháy mỡ tỏi rồi để mình nấu lẩu mắm nè cô chú anh chị. Đây mình xào thịt cô chú anh chị. Xào Phú Linh với thịt ra rồi cho nó săn thấm ngon lành rồi mình mới đổ nước mắm rồi. Xào thấm ngon lành là mình đổ nước dừa vô nha. Đổ nước dừa nãy Cường chặt vô. Thấm cái nước mắm nè, nước mắm lỗ qua cho tới quên đi. Nước mắm lỗ qua. Rồi trừ cái xương nữa lại. Đây. Mắm mà mình thả cá vô mình xương chú chị, thả cá vô mình nấu. Dạ mắm nè. Thả nguyên con cá. Phú Linh nè, thịt nè, ba rọi nè, rồi phèo non nữa nè, chú anh chị, phèo non nè, cá nè, còn tôm với mực. Đây con mở tép mũi nè, cô chú anh chị, tép này kêu đây, tôi kêu tép gạo, tép đồng á, đặt dến rồi vô có, rồi để Ngọc Cường ấy cái này bóp gỏi với lại bông điên điển nha. Cành đào làm nước gỏi rồi trộn với bông điên điển nè. Đây lẩu mắm xong rồi nha quý vị. Quá trời chất lượng luôn. Tôm mực, rau là nguyên vàng này. Đây là tép bóp gỏi với lại bông điên điển. Đây bông điên điển. Nhưng mà thấy rau hấp dẫn không? Ngon quá ngon. Này mình gài gài lựu đạn vô mình mở chốt nha quý vị. Đó mình gài lựu đạn vô mình mở chốt đó, bắt đầu bật nè, bấm sắt vô đây luôn đi chú bảy, sắt vô cho nó thơm. Mình lựu gì vậy? Lựu đổ vô đây luôn được không? Để tao đi rửa mày. Đó chất lượng không, thơm ngon luôn. Giờ bỏ cà nâu vô. Mà ăn lẩu rồi phải uống cái bình này thì giờ thấy nó mới hấp dẫn. Điên. Chúng ta phải chim làm những điều này đi. Cái gì? Ở đó cho ăn nhậu chuyên nghiệp người sao nổi chứ. Hết mực với lại cái tôm bỏ vô. Ơi. Giòn lẩu mắm. Ủa đây ơi. Ông nội đâu rồi? Nhà ông Đen. Bên nhà chú Bảy nè. Coi là chất lượng không? Lẹ đi. Lẹ đây nha. Lên mâm. Chất lượng cái nồi lẩu mắm mà. Này hết chỗ trụng rau luôn. Chín cá chín rồi, cá này nấu dưới chín rồi. Chừng gãy ra đó, nguyên cái đuôi dài là bự lắm á.
Chú ơi đang xỉn rồi chú ơi. Có gì à, bờ khúc kia, bờ khúc kia, bờ khúc kia. Bây chừng nó giặt ra nó rớt ra cái hai bà. Đó. Wow. Chất lượng không? Thơm ngon. Đây là làm đi hết một trái rồi về đó. Còn nguyên cái đầu với cái chân lắc lắc xuống. Cái này nó sắc rồi, nó mưa quá để đi múc qua chứ gì. Con vòng. Đó. Thơm ngon. Rồi ngồi cho bạn ra đen ơi. Ra làm mấy miếng lẩu nè. Đen đỏ rồi. Hoàng ơi. Đại gia đâu rồi? Đại gia đâu rồi? kêu qua ăn lẩu nè, hấp miếng lẩu nóng nè Hoàng. Trời ơi đây ta có cái gì vậy? Đó. Vô cái lóc kia đi. Đổ đi tao đổ. Để chưa lạnh lạnh đi, chú phải cúng cái đi, chủ nhà cúng cái này uống. Cúng một ghế đây chú Bảy tôi nay đây qua nhà chú Bảy cảnh đồng quê. Trời ơi gì chưa chưa có ăn gì hết rồi thiệu gì ông nè mày đá cái rồi đá đó giác đầu rượu quá hồi nãy vậy tao chạy vô tao phải tao đi mua rượu mua lạnh quá còn mưa tao cứ hoàng mắc mưa luôn chạy về về nhà nó xối cái giọt đưa đây luôn thấy mưa nhỏ nhỏ tao gỏi tép nè ăn thử rồi làm miếng gỏi tép coi chú Bảy vô thôi thử gì tao tép rồi tao ngán đây làm miếng tép bắp gỏi với lại bông điên điển nè chú ha ăn giờ này đồ nữ tướng cờ đào gì đâu cái là nhậu rồi ai giờ ăn rau nó mình nhúng vô nha ừ. Đó, ai ăn gì nhúng vô ăn bảy cá đằng bảy thôi tao hết đi tao kẹo cá kẹo non lùm lum Đen ơi ra ra ăn miếng lẩu nè Đen qua làm có hết này hết nổi rồi wow món đặc sản món này ngon lắm ngọt ngay luôn á đã lắm ăn thử mi ăn món này chưa đó giờ ăn này chưa nè đây làm trước miếng đi mới ăn rồi cái đó phải ra ấy rồi thế là bánh chú Bảy cuốn hả nó để bản đi là nè con ý chú Bảy ông ngán tép rồi ông ngỏng mà ông đâu ăn tép đâu có tại vì nó nói rồi mấy bọn lại đứng ngay rồi mà rồi đâu qua nó nông vô tép nó có rồng cái bông điên điển nó thanh thanh nó ngọt nó ngon mà cái tép nó ngọt nó trời ơi nó đã thơm gặp con tép nào con tép nấy có trứng nè quý vị nó ngon ghê luôn phải lựa ra chứ mấy cá kia vô đông con mấy con hết có bọc nó không có nó ít cũng hấp vô cái gỏi chua chua bông điên điển bùi bùi trời ơi nó ngon hấp dẫn quá đây mình mời cả nhà cùng ăn với mình nha wow à. Ngon quá đó chạy vô mà giờ tôi thấy nó mưa quá anh bỏ chén nè ngồi đại đi hai em ngồi đây ngồi đây ngồi chi với chị đi ơi ngồi cháo rồi xong rồi bữa tối như vậy mà hai bữa nay ăn có bún nè mua bánh nó làm miếng bún đi để đây chích chích rồi cháo đậu ngủ hả? Vô. Ngủ mới mưa giờ lạnh quá. Tao quýt giờ đi coi. Lấy thêm ly ở đây. Ly còn không vậy? Coi chứ. Nè, làm mẹ miếng này đi rồi uống bia, tí bạn uống rượu. Qua đã, qua đã. Đang làm tép này ngon, khoan ăn lẩu, lát qua ăn lẩu sao? Trời, lát lẩu hết. Kệ, mình nấu được mình ăn. Nấu vô trẻ mà không cần. Cánh nổ ngổ chạy về luôn mưa quá cánh nổ ngổ chạy luôn người đi nguyên cho ồ làm gì mấy gọn không vậy trời chịu có sạch hả nãy điện là mưa quá rồi trời ơi quá trời ngon luôn trời mưa này mà dứt lẩu mắm nữa còn cái gì bằng
uống rượu đế nữa nè, có rượu đế luôn. Làm để nguyên chưa dạ? Đi ăn nhậu rồi bỏ máy nhà. Tại cái máy bị rớt, nó bị nước mà hở màn hình rồi, đem theo cả mưa vô, nước mưa vô. Ê, cái mưa, nước mưa, nước mưa, nước mưa, nước mới nói được. Để tao mua đi dặn nó, tao lát rồi tao lát tao chạy vô tao mua mày mua bình mày uống mày chết. Ở đâu mua gì pha vô đó nhở? Đẹp nè. Quá ấy nè. Con mới pha rồi mày. Pha sao đáng nhất nhở? Mà pha rồi chắc hết rồi. Ủa sao ly ông bị bì vậy? Nửa quốc luôn, cái quốc này. Mày uống lại từ đầu đây. Mày uống lại. Cái này nè, nó lâu mới ra nó đã nè. Ôi, đâu có bình ngon vậy. Sợ. Đang lẩu phải uống bình này nó mới ngon. Thú linh rồi phèo non rồi tùm lum dưới á. Để chừng chưa chín nó lẩu. Bí đào đó. Chừng chưa chín á. Trường thiệt thôi. Ai đi nước mắm nè, để quên đó cũng dễ chăm. Chú bảy ông nghe mùi nước mắm. Nhất đại đi. Con đưa tao uống như vậy. Chú bảy. Bảy mang giữa chân bảy. Mẹ có một mình không có quyền cái. Mời cái mặt. Uống đi anh nói đi. Mà nấu mắm lúc ông điện tôi mà tôi quên nấu mắm tôi lại nước cái này nó chảy nước nữa nước hả chuyện điện em đã quay hồi lúc Cường điện anh kìa mà anh quên đây tối anh với ông Bảy ngồi nhậu là anh bạn nó phải con mai có hèo nước rồi chấm mới ngon Bảy à chấm còn hai bán nhóc chấm quỷ không có rồi đó đâu biết cái đồn đi cái đi luôn. Giờ mấy ngày này ra ngoài mua rau mà nó còn mắc hơn ấy nữa, rau tiền rau không mà 250. Nước mà 100 ngàn ký. Bông điên điển này là 100 ngàn ký nè. Có thằng còn bỏ giống hả? Hồi trưa là bà định đi rồi. Cái tự nhiên cái chiều mua cái ngon nó mua mình biến liền quá. Ủa sao cũng thè nhỉ? Nhập con cũng mới hết bệnh nữa đi bệnh nữa. Tao chạy vô tao mua rượu cho người ta coi rồi. Ủa nãy mày có mua không? Hết rồi, tao chạy vô tao mua. Thôi tao mua đi. Không mua mấy. Thôi qua uống bia luôn đi, đi chị mất công. Mấy không có rượu không? Được rồi. Nãy không sợ không có ai uống rồi, em chịu đâu hết à. Chẳng uống, lạnh chết luôn. Thôi coi á, tôi đạp vô cái vụ của tao. Người ta không chạy về, nó nghỉ rồi mình. Lát mà gọi thằng giáo, tao về trước à. Mãi phiên dẫn đi mua. Ê ơi, ổ mình mắm kho. Ăn mấy cục đó ngon không? Dài dài, sực sực sực. Này đâu mắm kho đâu, này lẩu chứ húp nước được mà. Này nấu nước mà. Nhà cầm dưa rồi. Mới đốn 20 cái vô cái lẩu 3 cái. Đốn đứng trên kia. Nó đi nó. Của tao quá trời, tôi mới có cái chiếc. Chỗ nó bán ruộng bảy à? Ở trong quán đó. Nghe tôi dễ. Mày chạy hả? Đầu đường hả? Mấy quẹo xuống mấy người ta mặt xuống cái nhìn. Sao mày em cho cảm nhận anh coi anh nấu lẩu mắm ăn được em. Hết chạy mua cho. Ngon quá. Cái này mới mua. Đó anh quên nó tôi bỏ ngộ nhà nó sạc pin tính điện. Bếp đâu tính điện em rồi con này đó lâu. Em đi ăn kho khỏi uống rượu. Là điện đi. Cái loa hụt đó nha. Không có số. Mất cả rồi. Không có số. Để ăn luôn. Hết hết. 16 ngàn ra 17 vậy? Con ngon này im mà. 17 ngàn rồi. Mới sáng mày im không mà. Im. Nay 17 ngàn rồi. 17 ngàn lên ngàn rồi. Ngoài bà nó kêu bán qua. Rồi. Này ngon. Là nay mua chỗ đó không? Là anh biết chạy ra. Hấp dẫn. Mua châu lông bự nữa. Ừ. Ủa? Châu lông bự có 16 ngàn. Ngoan nhậu nhiều không? Rồi mới đổ tráng. Ngon, nhậu đâu. Ngon gặp bông điển chú bảy ăn thử có vậy chú bảy chưa ăn món này quá không chưa làm món này vậy đó nhậu tới 11-12 đêm là cái chủ nhật thứ hai năm luôn ăn không nổi quảng cáo rồi không có gia đình bầm ở trong ăn giống như đúng qua nắm giỏ ngon lắm ăn cái giờ cái bông điên điển á nó bùi bùi nó ngon ở trong ăn khỏe lại mua cháo rồi đặt hết á nó nấu cho được bỏ tiêu nhiều lắm. Cũng tao giặt cái vớt tao quay trở lại rồi không tao quay chút xong lại giờ dưới công cái đâu vô. Giờ quay trở ngược lại vậy mới dùng. Thôi rồi lại còn biển bảy luôn, biển mất cỡ chết luôn. Vô. Nào nằm tiếu ra luôn. Thật sự nha. Nhậu mộng có anh buồn chết luôn nó thiệt. Nha. Mày 7 ly mày đẹp trai tao đưa ly bông.
cạn đó, rồi uống cạn, uống cạn là xấu, tao để vô đi lắc lên máu rồi. Nó chơi chơi đi lục cái đầu già, lục trộn với tổng luôn rồi. Cái này để bốn cái ngoài nè. Được mấy ơi. Em lên nấu. Tối về mới bói. Đang làm mấy miếng cái dầu á. Chú mẹ đâu có ăn cơm trưa đâu lập. Ngủ không à? Miếng cơm mà. Qua đã luôn hả? Bánh. Ừ, ghế tao, dạ. Tao mày bánh nói ghế là tao trời mưa rồi tao. Thế bói. Con bánh của cha à. Con ăn không nè, với mắm nãy giờ không ăn nữa. Để nói vụ sao nhà. Bữa đó có rồi. Bữa ừ. Nhà sao em kêu lại làm đi nha. Ai vậy ta? Con này là phòng như là phòng với nhà Sơn. Sơn rồi nha. Để hỏi Nguyễn Nguyễn đồng mày có lạnh làm nó không có thì đồng mày mày. Đồng có lạnh cũng cắt luôn á. Nếu không cắt mình trừ cái tiền đó ra. Ví dụ như nó xây xây đẹp hố hồ 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 chị mang cái gì? Nãy giờ ăn cái này. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Cái vô thấy trong người nó sáng khoái lại đó. Ngon rồi. Ngon lành. Thôi, về trước ạ. Kỳ hụt. Có ông vừa ạ. Đầy đục rồi, về trước ạ. Còn tép, còn tép, còn tôm. Vì hôm qua, cái gà này cũng có cái gì? Cái gì không? Ừ, hồi nãy. Ủ lông luôn. Ừ, lông bây giờ. Vô mấy. Vô. Cho em thử chưa? Đi rồi, đi cho mấy em thở nghe. Mà hiểu em. Chị đó, chị. Giao hai người đó bơm cứ hết bà đục chai đó. Bỏ cái bỏ nguyên gói cho nó ngọt quá rồi. Quá vô vô. Ngọt ngay à. Bỏ nguyên bịch đúng không? Bỏ chi nguyên bịch chứ vậy. Ngọt quá trời. Rượu mà nó ngọt mới ghê chứ. Nó vô nó mặn mặn. Ngọt vậy không biết chuyện nào xỉn. Ờ lẩu ha. Lẩu gì đâu ăn hoài không hết. Ăn đại cho hết đi múc lên thêm. Nãy à ăn cái món này nguyên cái dĩa tép là bóp gỏi bông nguyên điển là cực kỳ. Ăn lên ăn xong. Bộ có đang ăn chứ lên máu. Cái bữa ừ. Ông năm rồi ăn nóng rồi. Nhiều ba mấy em với nhỏ này nói trời trời mưa rồi không biết anh Cường nấu không, mấy điện anh đó. Trời ơi, anh mua sẵn rồi, rồi. Tại mưa anh vô không được. Cái anh chào bớt vừa bớt mưa nó thay đồ lẹ đi giọt liền luôn, tranh thủ vào mắt mưa cũng chạy nữa. Em thấy trời mưa quá mấy điện anh tử nè. Không hối. Lẹ đi lẹ đi. Tao thấy sao rồi tao hỏi. Tao đâu có bỏ một hẹn. Ý là mình đâu đó. Nữ vậy? Cái thứ quỷ này hại nè. Facebook của anh. Có cái rượu này nè. Facebook của anh là gì? Chịu kiếm Facebook anh quá trời luôn. Hỏi rồi anh có vô không mà kiếm có. Thì đang trong công ty hả? À. Facebook của anh là Cường Nguyễn Ngọc. Chơi không có hàng đâu. Vô không được. Không có. Nhỏ nãy bài ngươi. Thôi mày cũng thích ăn đồ nướng lắm mày xạo xạo. Nướng này bữa nào bán? Nướng bữa nướng một thao luôn có ai ăn đem vô một thao luôn ăn ứ hử luôn. Thú Linh kìa chứ không vậy? Thôi bạn đúng Thú Linh thề chứ ăn đâu ngon bằng nướng không? Nướng là cực kỳ không ngán là nó ngon. Bầu hỷ đó, bầu hỷ theo trong hai đó. Cái mèo đó chú em Thú Linh nè, ba rậu rồi xuống động rồi chứ. Bến phô làm lúc đó không biết làm như con lắc đến đây Ngọc Cường xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú và quý anh chị theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho Ngọc Cường một like cô chú anh chị. Mà buổi tối chúc cô chú và anh chị một buổi tối vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bye. Cô cho em có nhiều động lực em.